Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị, đây là cái máy ép hy lực. Máy này dùng để là dắt nước cho củ quả hoặc tàu hũ mà sản phẩm nào á, mình cần cho vô đây để dắt cái nước ra. Cái máy này dùng để dắt rất tốt. Cho nên em sẽ quay cận cảnh cái máy để anh chị dễ quan sát. Máy này được chế tạo bằng inox 304. Phía dưới đây là cái thùng dầu, thùng dầu hy lực được bao bọc kỹ đây, vừa sạch đồng thời nó bảo vệ được cái thùng dầu này sử dụng cho nó bền. Trên đây là cái bộ phận ép, đây là cái lồng lưới nha, đây là cơ cấu cái máng hứng nước để mà gom nước về thoát ra ngoài. Thì cái máng này thì mình sẽ tháo lắp được, gỡ ra ngoài dễ dàng. Cái lồng lưới này cũng gỡ ra dễ dàng. Thì mục đích làm nữa này để mình sẽ cơ động, vừa dắt được cái sản phẩm mình sẽ nhuyễn ra, mình cho vào mình dắt lồng lưới dễ, đồng thời mình dắt những sản phẩm như bột á, có cái túi vải lớn hoặc củ quả gì đó mình cần dắt dập đi, mình gỡ nguyên cơ cấu này ra. Thì cái mâm nó nằm dưới đây, mình cho sản phẩm mình dắt thôi, hoặc mình sẽ gỡ cái lồng lưới này ra đây, mình cho sản phẩm dưới đây á, này làm cơ động. Đó là phần cơ cấu cái lồng lưới. Trên đây thì cái ben hỷ lực, thì ben ép được làm cũng bao bọc kỹ ở đây để nó sạch với cái môi trường sản xuất thực phẩm. Trí này thì mình ép, đây là cái rãnh để mà thoát nước lúc mà lau chùi hoặc nó bị chảy gom về chỗ nó không bị tình trạng chảy tràn lan trong cái lành nhà của mình. Còn đây là cái nút, cái cục điều khiển nha, điều khiển cái ben lên xuống nha. Khi mình cho sản phẩm vô cái lồng lưới mình cần ép á, như gần nhất nó cái nút này, thì cái ben sẽ đạp cái xuống nên ép nước. Sau khi mà dắt xong đó, mình dở cái ben lên thì cái cơ cấu này nó kéo cái ben lên, nó lên xuống và nhấn nút lên lên xuống thôi. Thì mình muốn nhấp lên xuống thì mình cứ ép gì nhấp gì nè, cho cái nước nó ra từ từ đó, để nó không có bị ép nhanh quá thì nó sẽ bị trào nước ra. Đẩy lên. Cái máy này làm cộng dây dài đó, dài ra đứng khoảng cách má xa ra đó, để mình quan sát quá trình mình dắt nó dễ, hay quá trình dắt đó, cái nước nó không có bị văng ra, là do bắn lên người.